mình đã bị chuyển sinh thành một cô hầu gái. Đã vậy còn gặp một tên tổng tài đáng ghét. Mình muốn thoát khỏi đây, nhưng có một con ma xuất hiện. Nó bảo rằng mình phải hôn tên tổng tài này mới có thể quay trở lại thế giới thực. Ôi không! Ôi trời, con ma đó kìa, tôi thấy nó rồi. Khẽ thôi, kẻo như nó biến mất. Ý trời đất ơi, hay bây giờ phải làm sao đây ta? Làm cách nào để có thể đi vô chổng bây giờ, bạn ma nữ ơi? Cái tên tổng tài đang nằm ngủ ở đó rồi, nhưng mà cái con ma nó lại nè, ở ngay trên đầu giường hắn. Bây giờ hả, tôi mà vô lỡ đâu cái con ma đó nó có thể giết tôi thì sao bây giờ? Đúng là ban đêm thì hả, mấy cái con ma này nó có thể tác động được đến cô đó, cho nên là hơi nguy hiểm. Hay là bây giờ để tôi dụ nó đi ra, xong sau đó cô lẻn vào hôn cái chốc cái là xong hen. Ồ được đó, vậy hả cô có thể dụ nó được sao? Yên tâm đi, nó ghét tôi lắm. Nó hả mà thấy tôi là nó sẽ dí theo tôi liền, nhưng mà nó sẽ chỉ dí theo khoảng chừng á hả vài phút thôi, sau đó nó sẽ quay lại chỗ của hả tổng tài tiếp, nó không thể đi xa tổng tài này được. À, hóa ra là ma cũng ghét nhau dữ ha. Thôi được rồi, vậy thì cô dụ nó ra hay giúp tôi đi. Được rồi, vậy thì cô núp ở đâu đó gần đây đi, tôi sẽ dụ nó đi ra khỏi cái cửa này rồi cô chạy vô liền. Đã rõ. Ai đó? Là kẻ nào dám vào đây? Là người sao? Ta đã tìm người bao lâu nay rồi, ha ha. Hôm nay người lại dám nộp mạng tới đây. Đứng lại đó, không được bỏ chạy. Cô ta dụ được con ma đi thiệt kìa. Ui, mình phải mau lên mới được. Thôi con ma với cô ấy đi mất tiêu rồi. Có một vài phút thôi, mình phải lẹ lẹ mới được. Trời đất ơi, cái tên đáng ghét này, nhìn cái mặt hắn ngủ kìa. Mà trong lúc ngủ thì nhìn còn đỡ được xíu á. Giờ nhìn kỹ thì thấy hắn cũng đẹp trai thiệt á các bạn. Nhưng mà cái tên này á hả, dù có đẹp trai tới đâu thì mình vẫn ghét hắn ta. Bởi vì hả, hắn ta quá đáng quá trời luôn. Nhớ lại mấy lúc mà hắn ta uy hiếp mình buổi sáng nay á, mình không thể nào mà không ghét hắn ta được. Nghĩ tới mấy cái chuyện đó là không muốn làm cái chuyện hung hít này chút nào á đó. Ghê quá đi trời, không hiểu sao cái con ma này biến thái quá lại có thể hả đi nguyền cái lời nguyền mà phải hung mình mới tỉnh vậy nữa trời ơi. Không được. Cái bạn ma kia đã cố gắng lắm rồi, bây giờ mình mà còn làm trễ thời gian á thì con ma kia quay lại sẽ hỏng chuyện hết. Không được. Ráng lên mèo ơi, ráng lên. Ý, các bạn ơi, các bạn hãy like video clip để hả mình có thêm can đảm để cái hung cái tên này coi chứ trời ơi, bây giờ mình ngại quá. Dù sao đó cũng là đủ hôn đầu đời của mình mà. Để ráng để có thể quay được trở lại về hiện thực, chuyển sinh lại, không có sống cái cuộc đời nghèo hèn này nữa, mình sẽ làm thôi. Bên kia ta sẽ hôn mi. Hít sâu, thở mạnh. Hít sâu, thở mạnh. Làm cái trò khỉ gì vậy hả? Cô đang định hung tôi hả? Anh đã dậy từ hồi nào vậy? Từ lúc cô bước vô đây lảm nhảm một mình là tôi đã bị đánh thức rồi. Anh nói là anh từ lúc đầu anh đã tỉnh rồi. Trời ơi, quay quá các bạn ơi. Đứng lại đó. Cái gì? Cô, một người hầu hả mới vô làm mà đã có hả ý đồ không tốt với chủ nhân của mình. Cô nghĩ dễ dàng như vậy sẽ được bỏ qua sao? Trời ơi, đừng nói nữa trời ơi, mắc cỡ quá đi. Bây giờ quê mà hả, không có đường nào trốn nữa luôn rồi. Làm ơn tha cho tôi đi, tôi không có ý đồ gì đâu, thề luôn á. Cô còn nói như vậy nữa, rõ ràng cô vừa mới muốn sàm sỡ tôi rồi. Tôi xin lỗi mà mặc dù... Hả? Anh nói gì? Anh mới nói cái gì sàm sỡ gì đó. Anh nói lại tôi nghe coi. Rõ ràng cô vừa mới muốn sàm sỡ tôi mà. Tôi mà không mở mắt tỉnh dậy kịp thì chắc là cô đã không để yên cho tôi rồi. Tôi biết ngay mà, mấy cái người hầu á hả mê trai như cô làm sao có thể hả cưỡng lại sức đẹp trai của tôi được. Trời ơi, anh nói cái gì? Nói tôi sàm sỡ rồi nè. Như vậy mà kêu là tôi sàm sỡ anh hả? Trời ơi, mắc cười quá đi. Cái cô
con nhỏ này còn dám như vậy đó hả? Sự thật rành rành như vậy rồi. Được, còn cười nữa. Người đâu? Phạt cái con nhỏ người hầu này cho ta. Hả? Phạt gì? Trời ơi, mỏi lưng quá đi. Hay ấy một nữa nè. Trời đất ơi, tự nhiên lên cái kế hoạch hôn cái tên đó làm cái gì xong rồi bị hắn phát hiện. Hắn còn vô ai giáo họa cho mình là sàm sỡ hắn nữa chứ trời ơi, cái chuyện không tưởng luôn á. Xong rồi cái bây giờ á hả, hắn nói là mình đã dám nhục mạ hắn cho nên là hắn phạt mình nè. Bây giờ mình phải đi cắt cỏ hoa dại ở đằng sau vườn. Mà cái nhà này nó đúng giàu luôn các bạn ơi. Trời ơi, xung quanh không biết cái đống cỏ này cắt tới chừng nào nữa. Cắt chắc á hả, mình bị thải hóa cũng sống luôn quá. Trời ơi, buồn quá đi. Nè cô bạn kia, sao cô lại khóc vậy? Có khi nào không khỏe hả? Ủa, ai kia? Khoan đã, cái này là Huy Đúp mà. Thôi, Huy Đúp, em cũng tới đây sao? Hả? Sao cô lại biết tên tôi? Ủa, nhưng mà cô nói cái gì cũng tới đây là sao không hiểu? Hả? Huy Đúp, em không nhận ra chị hả? Chị Mèo nè. Ủa, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô mà cô bị gì vậy? Hả? Vậy là hả? Đây là một người khác mà giống Huy Đúp trong cái thế giới này mà mình chuyển sinh tới sao? Ê, giờ mới để ý nha, là cái tên tổng tài đó ngoại trừ cái màu mắt ra thì hắn cũng khá giống bạn Năm ở trong thế giới của mình á. Thì ra là vậy. Nhưng mà cùng tên luôn nè. Ê, mình phải nói chuyện với bạn này xíu được. Ủa, bạn là gì ở đây vậy? À, mình là bác sĩ của căn biệt thự này. Và cũng là người bạn thuở nhỏ của chủ căn nhà này luôn. Wow, thì ra là hả? Huy Núp ở cái thế giới này lại là bạn của cái tên tổng tài kia. Nhìn giống Năm á. Vậy là ngôi nhà này còn có bác sĩ riêng nữa. Giàu vậy trời ơi. Ai như mình, nghèo cũng chết. Ủa nhưng mà bạn là người mới ở đây hả? Lần đầu tiên mình thấy một người hầu giống như bạn luôn á. Đúng rồi, tôi là người mới ở đây. Nhưng mà tôi bị cái tên chủ nhà này ghét á, phải hành hạ tới đây, phải cắt nguyên cái đống cỏ này nè. Trời, chán muốn chết luôn á. Tại sao cái tên như vậy mà lại có bạn được vậy trời? Trời, thông cảm cho cậu ấy đi. Cậu ấy từ ngày bị tai nạn á, xong đổi tính đổi nết á. Nhưng mà cậu ấy tốt lắm. Ôi, hồi không biết hồi đó tốt cỡ nào chứ bây giờ hả, mệt quá đi. Ủa nhưng mà cậu có cần tôi giúp không? Tôi giúp cho. Hai người chắc là làm lẻ hơn đó. Wow, trời ơi, Huy Núp ở cái thế giới này sao mà dễ thương với nice quá vậy trời. Sao mà hả, lịch sự quá. Ai như cái tên tổng tài kia, càng nghĩ càng ghét à. Để trả lời cái. Trời ơi, không có gì đâu. Thôi để tôi làm đi, mất công hả. Cái tên tổng tài kia sẽ nói là tôi nhờ giả người khác á. Thôi, bạn cảm ơn bạn nhiều nha. Huy Núp, cậu làm gì ở đó vậy? Ở ngủ hả? Mau lên đây chữa bệnh cho tớ đi lẹ rồi còn về nữa nè. Tớ đang rất là mệt rồi đó. Đừng có đứng ở đó nói chuyện với con nhỏ đó nữa. Được rồi, để tớ lên ngay bây giờ đây. Được rồi, tôi phải lên khám bệnh rồi. Còn cô người hầu kia nữa, mau mau đi xuống lấy nước ấm lên cho tôi nữa. Lẹ lên. Ây, đã bắt người ta cắt cỏ rồi ha. Bây giờ còn hả, kêu vô lấy nước nữa rồi. Cuối cùng là cắt cỏ hay lấy nước trời. Thôi thông cảm cho cậu ta đi. Cậu ta đang không vui cho nên là mới nóng tính như vậy á. Thôi tôi đi lên trước đây, tí nữa cô lên sau nha. Thôi biết rồi. Thôi cảm ơn cậu nha. Thì cái tên đáng ghét này, chán thiệt chứ. Để tôi xem nào. Ý chà, bác sĩ ơi, tình hình của cậu chủ ngủ của tôi như thế nào vậy? Được rồi, ông yên tâm đi. Cậu ấy hả, đang chuẩn bị sốt. Nhưng mà chỉ cần tối nay cậu ấy ăn uống đầy đủ, uống thuốc lá hả, sẽ khỏi thôi. Hay, dạo này không biết tại sao cứ sốt hoài ha. Tôi đã bảo là cậu chủ đừng có thức khuya nữa. Hay, cảm ơn bác sĩ đã thăm khám cho hả cậu chủ nha. Ông quản gia ơi, tôi mang nước tới cho cậu chủ nè. Vào đi. Hai cô pha ta ấm trà mà cũng lâu quá để cậu chủ đợi. Dạ xin lỗi. Trời đất ơi, người ta đang hả đứng nhổ cỏ ngoài nắng chang chang, cái gọi giật ngược vô pha trà ha. Có trà là may lắm rồi. Nghe nói là cái cậu chủ hả này đang bị sốt đó mọi người. Đáng đời. Giờ này mới tới, tôi hết khát nước rồi, mang xuống đi. Ôi trời ơi, cái tên này đúng là ghét quá đi. Hình như là hắn muốn hành hạ với phá bệnh mình á chứ hả, hắn có khát nước hay là gì đâu. Cái gì mà bệnh tật chứ, rõ ràng là cố tình á hả đì mình mà. Ghét quá. Ôi,
Vậy nếu lỡ mang nước tới rồi thì cậu cứ để nó đi, rồi còn tôi sẽ uống nó cho. Tôi cũng đang khát nước. À, dạ cảm ơn. Ê, trời ơi, canh bác sĩ này hả, rõ ràng là dễ thương hơn mà. Ơi, cái tên kia tức quá đi. Thôi được rồi, uống tách trà hả, rồi chuẩn bị về đây. Còn phải làm nhiều việc nữa. Tiểu Ngủ à, cậu giữ sức khỏe nha. Dạo này cậu dễ bị bệnh quá đó. Rồi rồi, tôi biết rồi. Tại vì đêm qua có ai đó làm tôi thức giấc giữa đêm cho nên là hả tôi mới mất giấc ngủ rồi hả quay lại sốt nữa. Thì hắn lại đổi thừa cho mình kìa. Hôm qua mình hả lén vô đây để hả có thể hung hắn giống như lời con ma nói, nhưng mà hả bất thành, xong rồi hắn bây giờ đổi thừa là tại mình đó, là hắn mới thức giấc xong rồi bị sốt á mọi người. Tức quá đi, mà bây giờ không có biết cái gì để có thể phản biện lại. Thôi nhịn vậy, tại vì mình là người hầu mà. Hey. Có phải mỗi ngày hôm qua không đâu. Từ ngày cứu cậu ở bãi biển về cậu cứ sốt ly bì hoài, nên là mình cũng thấy kỳ lạ lắm. Thôi cậu giữ sức khỏe để tôi về nhà tôi tìm cách để chữa bệnh cho cậu nha. Thôi vậy cậu bác sĩ, tôi sẽ hạ đưa thuốc cho người hầu để giúp cho cậu chủ uống theo lời bác sĩ dặn. Tôi sẽ dẫn cậu ra tới cửa. Còn cô, đây là thuốc mà bác sĩ đưa cho cậu uống để cậu uống vào tối nay. Cô nhớ hãy chăm cậu và hãy cho cậu uống thuốc đúng giờ nha. Thôi bác sĩ đi theo tôi nào. Thôi tôi về trước nha, cảm ơn cô đã nói chuyện với tôi. Rất vui được gặp cô. Chào chào anh. Đi hướng này nào bác sĩ ơi. Rồi họ đi rồi. Nè, lo mà hả, phục vụ tôi đi chứ hả, còn đứng đó nhìn cái gì vậy? Biết rồi. Đừng có nói là cô cũng thích cái vị bác sĩ bạn tôi nha. Hay cô đúng là hả thứ con gái gì á, vừa muốn hả cưỡng hôn tôi, vừa hả khoái bạn của tôi nữa. Anh nói gì á, anh nói vậy là không có được nha, anh đang xúc phạm tôi á. Hey, tôi đang sốt đó, bực mình lắm nha, đừng có để tôi nóng tính á. Cô nói chuyện với chủ mình kiểu gì vậy? Hey, bực mình quá đi. Trời ơi, bây giờ hả cái tên này khó chịu mà bây giờ mình còn phải hả chăm sóc cho hắn nữa. Đúng là cái kiếp này thiệt là quá đáng mà. Mình phải mau mau hả kiếm cách để đi về mới được. Không thể chịu nổi ở đây ngày nào nữa. Xong việc rồi, trời ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã quen với cái công việc người hầu này rồi. Các bạn ơi, mình đã làm xong việc rồi. Bây giờ thì trời đã tối rồi, mình mau mau hả xuống nhà không tí nữa cái bọn hả hồn ma lại hả bu ra hiện lên, cái mình lại sợ ma nữa. Ui khoan đã. Ơi, hình như là mình quên cái này. À, mình còn một việc nữa, đó là cho cậu chủ uống thuốc giải cảm. Mà mình quên mất tiêu còn cầm cái hũ thuốc nè. Ây, trời ơi, tại vì mình ghét cái tên đó quá cho nên là mình cứ cố né hắn hoài. Bây giờ hả quên cho hắn uống thuốc, mất công hả lại bị mắng nữa. Thì đành phải quay lên trên lầu hả cho hắn uống thuốc rồi mới đi nghỉ vậy. Thì lẹ 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 không, cái bọn ma lại xuất hiện bây giờ. Dạ. Ôi, cậu chủ ơi, tôi đến cho cậu uống thuốc nè. À, tôi vô nha. Ủa sao không trả lời ta, không lẽ ngủ rồi, ngủ sớm vậy. Ây, cậu chủ ơi. Ủa, ôi, không có ở đây hả? Nhìn cái con ma mà hả hay đi theo cậu ta cũng không có ở đây luôn rồi. Bên này cũng không có. Coi bên này coi. Bên này cũng không có luôn. Ủa, nó đi đâu rồi ta? Ây da, kia là, ui, đó chẳng phải là cái con ma đi theo cậu chủ sao? Trời ơi, cậu chủ kìa, cậu ta đang đi đâu vậy? Ui, hình như con ma nó đang sai khiến cậu chủ. Ui, không xong rồi, hình như là cái con ma đó bắt cậu chủ đi đâu á mọi người ơi. Nó đang hãm hại cậu chủ đó. Hả? Ui, cô đây rồi. Trời ơi, tôi tìm cô mãi. Cậu chủ bị cái con ma mà ám cậu ta hả dắt đi đâu rồi kìa. Có vẻ như cô ta cảm thấy là tôi với cô đang có những hành động á, cho nên là cô ta muốn chiếm giữ cậu chủ, nên là đã dụ cậu chủ ra khỏi nhà đó. Nếu mà hả để đi xa quá, chúng ta sẽ không thể nào biết được là họ sẽ làm gì hả cậu chủ đâu. Và có thể cô sẽ không thể nào quay lại thế giới của mình nữa đâu đó. Ui trời ơi, chết, không được, không được, tôi phải quay về. Trời ơi, không được rồi, vậy thì chúng ta phải đi cứu cậu ta thôi. Mặc dù là tôi ghét cậu ta thiệt, nhưng mà không thể để tình trạng này xảy ra được. Đúng vậy, mau hành động đi, kẻo mất dấu. Thôi chạy thôi nào. Ui, đi thôi. Ui, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi cứu cậu chủ. Trời ơi, cái cậu chủ đáng ghét đó. Có thể là con ma nó sẽ dẫn cậu ta đi đâu đây, mình cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu cậu ta đi mãi mãi thì có thể mình sẽ không bao giờ quay lại được thế giới của mình đâu. Bởi vậy cho nên mình phải đi cứu cậu ta. Hey, chờ đó. Ôi, cậu chủ ơi, cậu ở đâu rồi? Sao ở đây lại nhiều ma vậy? Cậu ta ở đâu vậy? Cậu ta
đẩy cậu ta đó xuống đèo sao? Còn cậu ta thì đang mộng du, không có được tỉnh táo. Không được rồi, nếu cậu ta chết mình không thể về được. Mình phải cứu cậu ta.